Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tóm tắt Yu-Gi-Oh 5DS trên kênh M2D Channel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tập 96. Hôm nay nhóm Yusei đi đậu xe bằng công nghệ cao và nhờ vào chương trình mà Runo và Yusei viết, nghe đâu là thiết bị này giúp động cơ tăng lên tận 150% hiệu năng. Yusei rất thích, bảo thủ rất yêu. Thì ra đây là công ty của Bogger. Sau trận đấu với Crown ở tập trước, anh đã nhận tội và đậu quân cho Juventus, nhưng vẫn muốn chuộc lỗi với Crown nên đã để cho cả nhóm tài lực tốt nhất của công ty. Sau đó Girua và Ruka háo hức đến để xem những chiếc đi quay đã hoàn thiện. Thì ra là bên ngoài cũng có thay đổi gì đâu. Thì cũng chiêm ngưỡng đồng phục đua xe mới của nhóm, trông cũng ngầu đấy chứ, và cũng được giới thiệu tên gọi là 5DS, nhưng mà thích gọi là 5DS hơn. Mọi người bắt đầu đấu về ý nghĩa của cái tên. Bruno giải thích một cách rất xà lơ nên bị trách ký đầu ngay, và cũng giải thích cho mọi người 5DS có nghĩa là 5 dấu bớt của Dungeons & Dragons. Vì những dấu bớt này đã liên kết họ lại với nhau, Bruno cũng muốn hòa tan nên đề xuất cái tên. Bruno và những người bạn 5DS liền uống thêm cục Heist, nhìn cũng được mà bị bệnh Yuchi. Rồi họ cũng chọn hôm nay để thành lập đội, cả 7 người sẽ là team 5DS. Sau đó cả nhóm đi xem bảng đấu, tổng cộng có 32 đội, 4 đội sẽ đấu cho một bảng. Quyền được đi tiếp vào vòng trong sẽ thuộc về hai đội đứng đầu mỗi bảng. Và đối thủ đầu tiên của team 5DS sẽ là team Unicorn, là một đối thủ nặng ký. Không phải vì họ béo, mà là vì họ là đội được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dù vậy, mọi người vẫn không nản chí và quyết tâm sẽ giành chiến thắng. Sau đó Yusei, Jack và Crown cũng muốn flex tốc độ của chiếc B-Well được nâng cấp nên vội vàng chạy đi luyện tập. Uso cũng phải túc trực ở đây. Do giải kỳ này, các tuyển thủ sẽ sử dụng mọi tuyến đường giao thông và cũng không được dùng chế độ tự động lái nên ông ở đang để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cũng đến lúc Yusei, Jack và Crown ra sân, độ ổn định của ba chiếc xe khiến Uso cũng hay có hứng thú. Uso cũng tiết lộ một bí mật nhỏ là ông cũng tham gia giải kỳ này, rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc đang mê mẩn với tốc độ của chim đen, Crown đã không để ý và gây tai nạn với một đội khác. Yusei và Jack đứng ra xin lỗi giúp Crown, nhưng đội bên kia cho rằng họ đã chơi xấu và sẽ báo chuyện này lên chính quyền để khiến họ mất tư cách tham gia. Nhưng đồng đội của anh bạn kia đã ngăn lại và cũng giới thiệu họ chính là team Unicorn. Cậu ta là Ando, tóc đen là Jin và tóc vàng là Brown. Brown hay có lỗi về việc hơi đi quen của Brown, nhưng anh ta bảo không sao và có thể tự lo được. Nhưng nhóm Yusei không muốn để vụ này chìm vì họ thật sự cảm thấy có lỗi. Họ muốn giảng hòa, ba người nhóm Yusei sẽ giảng hòa cho ba người team Unicorn. Thấy hơi cấn cấn nên Ando nên đề nghị một trận đấu giao hữu vui vẻ và tất cả sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng không đủ thời gian để cho ba đấu ba nên Ando đề nghị được đấu với Yusei do đã có ấn tượng với anh từ trước. Vì theo châm ngôn thắng là vua, thua ngay gáy, Jack bị Jin khích đểu nên càng khuyến khích Yusei chấp nhận để có cơ hội gáy lại. Không vào cách nào khác, Yusei định chấp nhận lời hách đấu, mặc dù anh vẫn thích giảng hòa hơn. Trong lúc chuẩn bị, qua lời kể của Jim và Krell, thì ra họ cố tình gây ra tai nạn để có kế thách đấu với Yusei nhằm do thám thực lực của đội 5DS, vì họ đánh giá rất cao tiềm năng của đội 5DS. Trận đấu bắt đầu, Yusei giành quyền đi trước, chịu hỏi Max Warrior rồi kết thúc lượt Ando chịu rồi Play in Oversum, sau đó dùng khả năng của nó tự hủy khi trên sân Yusei có một quái thú công cao hơn, qua đó chịu hỏi đặc biệt Green Baboon Defender of the Forest do Green Baboon có khả năng được chịu hồi tự tay bằng cách hy sinh 1000 điểm gốc. Khi có một quái thú Beast trên sân bị phá hủy, Battle Green Baboon tiêu diệt Smart Warrior, Ando up 2 lá rồi hát lượt. Lúc Yusei kích hoạt Speed Bell Angel Baton, khi có từ 2 Speed Counter rút 2 lá rồi bỏ 1 lá, sau đó kích hoạt thêm một Angel Baton, rồi chịu hồi trên Sinron có khả năng khi được chịu hồi, nó sẽ đưa một quái thú từ cấp 2 trở xuống từ mộ về sân. Speed Warrior được đưa về sân. Khi trên sân có một quái thú Tuner, Bot Hand Hoy có thể được đưa về sân từ mộ. Sau đó dùng cả 3 quái thú tiến hành chịu hoạt Zinro trên Anger, rồi dùng khả năng của nó, Yusei có thể lỡ bỏ một quái thú của Ander một lần mỗi lượt. Sau đó trên Anger tấn công trực tiếp, Ander liền lật 7 Fly Instinct khi Ander nhận một đầu tấn công trực tiếp. Anh có thể chịu hoạt đặc biệt một quái thú cấp 4 trở xuống từ tay Nimble Momonga được chịu hoạt ra sân và bị phá hủy bởi đòn tấn công của trên Anger. Khi bị tiêu diệt và đưa xuống mộ qua chiến đấu, nó hồi cho Ander 1000 điểm gốc và chịu hoạt đặc biệt hai con khác từ bộ bài ra sân. Yusei đành đốp một lá rồi hết lượt. Khi này Green Baboon cũng được đưa về sân, lật Ander kích hoạt khả năng của Play Over Sum. Nếu nó bị phá hủy bởi công năng của mình, Ando có thể chịu hồi nó về sân ở lượt chuẩn bị, sau đó hiến tới nó và một Nimble Momonga để chịu hồi Animal King Behemoth, rồi dùng câu ra của nó. Khi Behemoth được chịu hồi hiến tế thành công, Ando có thể lấy số quái thú biết trong mộ về tay bằng số quái thú được hiến tế để chịu hồi nó. Ando lấy về tay hai Nimble Momonga và chuyển tư thế của Nimble Momonga trên sân. Nếu vào quái thú trên sân Ando tấn công, Yusei sẽ hô mất. Liệu anh sẽ có chiến thuật nào đây? Hãy cùng nhau qua tập 97 để tiếp tục theo dõi trận đấu nhé. Đã có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp nguyên siêu chính hãng tại trang web mới là Mahadua Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, đã có thể ghé trang web cũ là mahaduastore.com với hơn 6000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahai bạn nhé. Tập check.
Battle, Dream Bamboo, tấn công trên Archer, dưới sinh lực 7, Chain Arrow tăng cho chân Archer thêm 500 công nên Dream Bamboo bị tiêu diệt. Ngoài ra, khi trên Archer tiêu diệt một quái thú khi đang chuẩn bị Chain Arrow, Yusei có thể chọn một quái thú trên sân Andor để giảm 1000 công của nó tới cuối lượt. Vì Behemoth bị giảm 1000 công nên Andor không thể tiếp tục tấn công. Sau đó, Arrow Chain hết hiệu lực nên công của trên Archer cũng trở lại bình thường. Andor lập 7, Ritualist Beat Chibiu tiêu diệt một Nimble Momonga là một quái thú Beast trên sân Andor và đưa vào mộ để rút hai lá. Khi một quái Beast trên sân Andor bị tiêu diệt, anh có thể trả 1000 điểm gốc để triệu hồi Dream Bamboo về sân từ mộ. Do vẫn còn ở trong lượng tấn công nên Andor tiếp tục dùng Dream Bamboo tấn công tiêu diệt trên Archer rồi dùng Behemoth tấn công trực tiếp, khiến điểm gốc của Yusei chỉ còn 1200 điểm. Andor up một lá rồi hết lượt, Behemoth cũng được trả về công lúc đầu. Lượt Yusei triệu hồi siêu win ở hai thủ có khả năng không bị tiêu diệt bởi chiến đấu hai lần mỗi lượt, up hai lá rồi hết lượt. Lượt Andor triệu hồi Nimble Momonga bằng cách bỏ một quái thú Beast trên tay xuống mộ. Andor triệu hồi đặc biệt Giant Monkey of Vanity ra sân có khả năng tăng cấp sao bằng với số sao quái thú bị gửi xuống mộ. Yusei lập 7 siêu khót khi một quái thú được triệu hồi đặc biệt lên sân Andor mà có công cao hơn phòng thủ của quái thú trên sân Yusei. Phòng của quái thú Yusei được tăng gấp đôi. Andor dùng Nimble Momonga và Giant Monkey tiến hành triệu hồi Shinro, Naturia Garrick, Battle, Dream Bamboo tấn công Siwik rồi dùng Behemoth tấn công Siwik. Sau cùng Garrick tiêu diệt Siwik rồi Andor lập 7 White Rock. Khi một quái thú Beast của anh tiêu diệt một quái thú qua chiến đấu, gây cho Yusei 300 tổn thất ứng với một quái thú Beast trên sân Andor. Yusei nhận 900 tổn thất, khiến điểm gốc còn 300. Andor ấp đá ra anh được. Lượt Yusei triệu hồi Drip Dragon. Khi nó được triệu hồi thành công, Yusei có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú 500 cao trở xuống từ mộ lên sân. Siwin được đưa về sân. Tiếp đó, tiếp phạt Sweet Bell, Vision Wing. Khi có từ 2 Sweet Counter trở lên, Yusei có thể triệu hồi quái thú có level từ 2 trở xuống về sân từ mộ. Sweet Warrior về sân, rồi dùng nó cùng với Siwin và Drip Dragon tiến hành triệu hồi Syndrome Stunned Dragon. Battle Stunned tấn công Dream Bamboo có công cao hơn. Yusei liền lập 7, Syndrome Strike tăng 500 công cho Stunned ứng với mọi quái thú làm nguyên liệu, giúp công của nó tăng thành 4000, khiến Andor còn vỏn vẹn 100 điểm gốc. Lúc này, Yusei cũng dùng khả năng của Speed World 2 với mọi Speed Bell trên tay. Andor phải nhận 800 tổn thất, nhưng tất cả đã được tính cả rồi. Thời gian đã kết thúc, trận đấu đã buộc phải dừng lại. Sau đó, Andor và Yusei bắt tay làm hòa và hẹn nhau sẽ phân thắng bại ở vòng loại sắp tới. Rua bảo xem tiếng như Yusei thắng rồi, nhưng anh phủ định chuyện đó. Vì Andor vẫn còn một lá bài úp nên hai người họ vẫn chưa thể phân thắng bại. Bruno cũng đồng tình với Yusei vì thật sự team Unicorn là một đối thủ vô cùng nặng ký. Nhưng Jake không quan tâm, dù là ai anh vẫn sẽ hạ tất cả và chiến thắng. Về thắng Yusei thử đi anh. Lúc này trong góc khuất có kẻ đang quan sát họ từ phía xa, dường như cũng là một đội khá mạnh và nhóm Yusei sẽ phải gặp ở giải đấu này. Hôm sau Yusei đang miệt mài tập đi well riêng với Aki, nhưng bất ngờ tiểu tam Siri xuất hiện để cảnh báo Yusei về một số đội do các Elaster cài vào nhằm gây khó khăn cho họ. Rồi cô cũng chúc nhóm Yusei may mắn và nhanh chóng rời đi. Chiều tối, Jack và Rao đến thăm Martha. Khi này, mấy đứa nhỏ cũng khoe với Rao về bức tranh tụi nó vẽ ăn để cổ vũ cho giải đấu, làm Rao vô cùng xúc động. Sáng hôm sau, Rao đang tranh thủ luyện tập trên cao tốc. Giờ sáng sớm, lên đường còn vắng, bất thình lình xảy ra tai nạn khiến anh Văn đi khá xa. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh đang bị gãy xương vai và cần ít nhất một tháng để bình phục. Nhưng chỉ còn lại 3 ngày nữa là trận đấu phòng loại sắp bắt đầu. Điều đó khiến anh vô cùng thất vọng vì Rao không thể thi đấu nên team 5DS đang thiếu một thành viên thay thế Aki tiến cử bản thân. Cú sốc này thật sự quá lớn, khiến Rao chưa thể chấp nhận nên đã rời đi. Sáng hôm sau, khi mọi người đã thắc mắc về Aki ở đâu, thầy cũng thấy được Rao đang ra sức luyện tập cho cô. Dường như em vực dậy tinh thần khá nhanh. Tam skip vài ngày, trận đấu WRBG cũng đã chính thức bắt đầu. Vậy là đã hết số tóm tắt của ngày hôm nay rồi. Trận đấu chính thức của team 5DS và team Unicorn sẽ kịch tính như thế nào đây? Các bạn đừng quên đăng ký, ấm chuông để không bỏ lỡ cái video mới nhất từ My Hero Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.